Chiều ngày 17 tháng 4, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024 và sơ kết quý 1 năm 2024 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2. Về dự hội nghị, có đồng chí Lê Trung Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí trong đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh. Về phía huyện có đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện ủy. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện ban hành kế hoạch về phát động thi đua cao điểm chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2024. Để đợt thi đua đạt hiệu quả cao nhất, Liên đoàn Lao động huyện kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thịnh vượng, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động với những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Mục đích của đợt phát động thi đua là nhằm tuyên truyền động viên, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ viên chức lao động và các cấp công đoàn ra sức thi đua, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của năm 2024. Đợt thi đua cao điểm được Liên đoàn Lao động huyện Lang Chánh phát động từ ngày 17 tháng 4 năm 2024 đến ngày 15 tháng 7 năm 2024. Tiếp đó, đại diện Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã báo cáo kết quả hoạt động của công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trong quý 1 để ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trong quý 1, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp tích cực vào dự thảo báo cáo quý 1, đặc biệt là đưa ra những nhiệm vụ chương trình công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động quý 2 năm 2024, quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình công tác trong năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan đơn vị địa phương.